Em hãy nhìn vào bức tranh và cho thầy giáo biết vật nào thuộc thể rắn, vật nào thuộc thể lỏng và vật nào thuộc thể khí. Cho các vật thể như quần áo, cây cỏ, con cá, xe đạp, hãy sắp xếp chúng vào một nhóm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh, vật vô sinh và giải thích tại sao. Táo là vật thể tự nhiên, giấm táo lại là vật thể nhân tạo. Trong hình, những vật nào là vật thể tự nhiên, những vật nào là vật thể nhân tạo? Trứng là vật thể tự nhiên, bột là vật thể nhân tạo, bánh là vật thể nhân tạo, nến cũng là vật thể nhân tạo. Một số tính chất vật lý của chất thể gồm rắn lỏng khí, màu sắc, mùi vị, tính tan, thể tích, khối lượng, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi, v.v. Một số tính chất hóa học của chất như khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác. Cho một viên vitamin C sổi vào cốc nước, thể hiện tính chất hóa học vì có sự tạo thành chất mới, bọt khí carbon dioxide. Cho một thìa đường hoặc một thìa muối vào cốc nước và khuấy đều, thể hiện tính chất vật lý vì quá trình hòa tan đường, hòa tan muối không tạo ra chất mới. Tại sao kem lại tan chảy khi đưa ra ngoài tủ lạnh? Chúng ta biết là nhiệt độ ngoài môi trường cao hơn nhiệt độ trong tủ lạnh, làm cho kem chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Vào những ngày trời rất lạnh, nhiều khu vực ở nước ta như Sapa, Mẫu Sơn có hiện tượng đóng băng, tuyết rơi, nước đã chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Khi trời ấm lên, băng tuyết lại tan ra, nước đã chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Các chất khác cũng có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng hoặc ngược lại. Quá trình chất ở thể rắn chuyển sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ nóng chảy. Ngược lại, quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ đông đặc. Mỗi chất nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ. Ví dụ, nước nóng chảy và đông đặc ở cùng 0 độ C. Quá trình chất chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. Ngược lại, quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự hóa hơi. Khi sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng thì gọi là sự bay hơi. Khi xảy ra cả trên bề mặt và trong lòng khối chất lỏng thì gọi là sự sôi. Sự ngưng tụ và sự bay hơi xảy ra tại mọi nhiệt độ, còn sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi. Khi đun nước, nhiệt độ nước tăng dần, hơi nước bốc lên càng nhiều, ở đáy cốc xuất hiện các bọt khí. Nhiệt độ càng tăng, bọt khí xuất hiện càng nhiều và nổi dần lên, càng đi lên càng to ra, đến khi nước đạt một nhiệt độ xác định, các bọt khí lên đến mặt nước sẽ vỡ, làm mặt nước xao động mạnh. Khi đó nước đã sôi, nhiệt độ xác định đó gọi là nhiệt độ sôi. Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt, trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng, đồng thời nhiệt độ của nước không thay đổi. Đối với một số chất lỏng khác, sự sôi cũng diễn ra tương tự. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng trải nghiệm cảm giác thở ra khói vào mùa đông.
Khả năng này có được là nhờ hơi nước trong hơi thở chúng ta ngưng tụ thành khói khi tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài. Tại sao khi lấy một chai bia lạnh từ trong tủ lạnh ra để ở ngoài môi trường thì chúng ta thấy lại trên chai bia, trên vỏ chai bia có những hạt nước nhỏ li ti? Liệu có phải là các phân tử bia theo các khoảng trống giữa phân tử vỏ chai đi ra ngoài? Câu trả lời chính xác không phải như vậy, mà là do hơi nước trong không khí gặp nhiệt độ thấp hơn trên vỏ chai bia nên bị ngưng tụ lại trên vỏ chai bia. Em hãy giải thích câu tục ngữ chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Do cánh của chuồn chuồn quá mỏng lại có các nan đặc biệt hút được độ ẩm của không khí. Vậy nên khi trời sắp mưa thì độ ẩm trong không khí tăng cao. Không khí có nhiều hơi nước đọng vào những bộ cánh mỏng của chuồn chuồn, làm tăng tải trọng, khiến chúng chỉ có thể bay là lả sát mặt đất. Khi trời nắng, độ ẩm của không khí giảm, cánh của chuồn chuồn khô đi và nhẹ hơn nên sẽ bay được cao hơn. Vậy nên ông cha ta từ ngày xưa đã có thể nhìn chuồn chuồn bay mà đoán biết thời tiết trong ngày như thế nào. Vào những ngày trời nồm, không khí chứa nhiều hơi nước, độ ẩm cao. Những ngày trời nồm là những ngày không khí chứa nhiều hơi nước, độ ẩm cao. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa nền nhà và lớp không khí bao quanh khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ, tạo thành những hạt nước nhỏ gây ẩm ướt cho nền nhà. Để giảm thiểu hiện tượng này, chúng ta nên đóng kín cửa, hạn chế không khí ẩm vào nhà. Em có biết tại sao lại làm như vậy hay không? Chúng ta có thể giải thích như sau: nhiệt độ trong nhà thấp hơn nhiệt độ ngoài trời, nên khi không khí có độ ẩm cao, tức là không khí có chứa nhiều hơi nước, tràn vào nhà sẽ ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám vào nền nhà, làm nền nhà trơn trượt, do đó cần đóng kín cửa. Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối, hay còn gọi là diêm dân, dẫn nước biển vào các ruộng muối, nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối? Thời tiết thuận lợi cho nghề làm muối là thời tiết tạo điều kiện cho quá trình bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn. Thời tiết nắng nóng, thời gian mặt trời chiếu sáng dài, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp, nhiều gió là các điều kiện thuận lợi cho nghề làm muối. Trong tự nhiên, nước lỏng và hơi nước chuyển hóa qua lại không ngừng. Nước lỏng trên bề mặt trái đất bay hơi và bị cuốn theo gió bay lên cao. Khi gặp lạnh, chúng ngưng tụ lại thành mây, gồm các giọt nước nhỏ li ti. Lúc mây tập trung đủ lớn, đủ nặng rơi xuống thành mưa, sự bay hơi và ngưng tụ cũng xảy ra với nhiều chất khác.